Đồng Nhi thông báo tái xuất nhưng lại gây tranh cãi với chi tiết này. Sau thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình hậu sinh nhóc tỳ Winnie, Đồng Nhi gần đây đã rất chăm chỉ xuất hiện và trình diễn tại nhiều chương trình sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, fan vẫn đang mong ngóng một sản phẩm mới toanh tái xuất đúng nghĩa của cô. Và không để fan chờ lâu, mới đây Đồng Nhi đã có động thái sụp sịch cho sự trở lại này. Thế nhưng nữ ca sĩ vô tình lại bị netizen bóc lỗi chính tả. Cụ thể, tối ngày 4 tháng 4, Đồng Nhi khiến người hâm mộ và cư dân mạng một phen dậy sóng khi đăng tấm poster đầu tiên nhá hàng cho màn comeback của mình. Nữ ca sĩ viết kèm theo đó là dòng trạng thái: "Vì em chẳng thể nào một ngày mà đổi thay", cũng được cho là lời của bài hát cùng những hashtag cho thấy cô sẽ quay lại đường đua vào tháng 4 này. Trên tấm poster, Đồng Nhi chỉ lấp ló xuất hiện với chiếc lưng có hình xăm khá độc đáo và bí ẩn. Dòng hashtag DMEDUS vừa gây tò mò vừa tạo sự thích thú cũng rất nhanh chóng đập vào mắt, khiến dân tình đoán già đoán non về tên bài hát. Thế nhưng bên cạnh những điểm đáng chú ý ấy, Đồng Nhi cũng bất ngờ bị dân tình bóc lỗi sai chính tả trong poster này. Cụ thể ở đây là chữ Coming Soon bị dư một chữ M. Có lẽ do nóng lòng muốn được chia sẻ với người hâm mộ nên có sơ suất nhỏ ở đây. Trước khi nhá hàng poster này, Đồng Nhi cũng đã khiến dân tình rần rần khi có màn hội hợp với những nhân vật quan trọng, góp phần giúp cô hoàn thiện sản phẩm âm nhạc của mình suốt thời gian qua. Chính vì thế, người hâm mộ tin chắc rằng lần này Đồng Nhi thật sự comeback rồi. Đồng Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, quê gốc Hà Nội. Tuy xuất thân từ một gia đình trung lưu không mấy khá giả, lại chẳng có tiền bạc hay quan hệ, cô vẫn quyết tâm nuôi mộng làm ca sĩ. Năm 2007, Đồng Nhi lần đầu thử sức tại sân chơi âm nhạc Việt Nam Idol, nhưng đành ngậm ngùi ra về vì giọng ca non nớt và ngoại hình mờ nhạt. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một năm sau đó, cô gái ấy lại trở thành hiện tượng mạng nhờ những bản hit tự sáng tác đình đám, khiến giới trẻ thuộc lầu lầu như Chàng Baby Milo, Khóc, Lời Thú Tội Ngọt Ngào. Năm 2010, Đồng Nhi và ông Cao Thắng xác nhận hẹn hò với nhau. Sau khi nữ ca sĩ đầu quân cho công ty của bạn trai vào năm 2013, cả hai liên tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm chung như Sau Mỗi Giấc Mơ, Cố Giữ Lý Trí, Tìm Về. Là người nhạy bén, ông Cao Thắng biết rõ mình không thể cạnh tranh nổi trên thị trường âm nhạc khốc liệt. Do đó, anh quyết định dừng hẳn ca hát, lùi về phía sau hậu trường để chuyên tâm hỗ trợ cho sự nghiệp của người yêu. Suốt 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu. Ông Cao Thắng dù bận điều hành công ty, nhưng luôn tháp tùng Đồng Nhi đến các sự kiện show diễn. Thấy cô mãi làm việc đến quên ăn, anh cũng không quên nhắc nhở cô từng chút một. Cứ như thế, cả hai song hành với nhau trong cả cuộc sống và sự nghiệp một cách êm đềm. Không chia tay rùm beng, không scandal ồn ào, Đồng Nhi và ông Cao Thắng cứ thế lặng lẽ bên nhau giữa thế giới giải trí đầy thị phi, nơi đời tư nghệ sĩ luôn là chủ đề soi mói. Họ không sợ bị đánh giá là nhạt nhòa hay an toàn. Cuối năm 2019, chuyện tình cổ tích giữa Đồng Nhi và ông Cao Thắng đã kết thúc bằng một đám cưới thế kỷ vô cùng hoành tráng, dưới sự chứng kiến của 500 người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Con gái đầu lòng Winnie ra đời khoảng một năm sau đó, càng khiến cho gia đình nhỏ bé của hai người thêm rộn ràng và hạnh phúc. Trong một lần phỏng vấn, Đồng Nhi từng bật mí, thu nhập một năm của vợ chồng cô có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án nhóm nhạc. Trước đó, cư dân mạng từng đồn đoán rằng nữ ca sĩ này nhận thù lao 3.500 đến 4.000 đô cho mỗi lần xuất hiện. Ngoài ra, cặp đôi còn chia sẻ với nhau niềm đam mê xe hơi. Năm 2015, Đồng Nhi đã gây xôn xao dư luận khi bỏ ra 3,5 tỷ Việt Nam đồng để tậu cho mình một chiếc Audi A7 duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Sau này, cô lại được ông Cao Thắng tặng thêm siêu xe R8 V10 Plus trị giá 13 tỷ Việt Nam đồng. Nổi tiếng là kiểu người chiều vợ, ông Cao Thắng không ngại bỏ tiền đưa Đồng Nhi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu. Theo tiết lộ từ người hâm mộ, chiếc nhẫn kim cương anh dùng để cầu hôn nữ ca sĩ là sản phẩm từ thương hiệu Tiffany, có mức giá lên tới 126.000 đô, khoảng 2,9 tỷ Việt Nam đồng. Độ giàu có của đôi vợ chồng này còn được thể hiện qua đám cưới diễn ra tại khu du lịch 5 sao Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc. Ước tính chi phí cho hôn lễ thế kỷ này dao động trong khoảng 5-7 tỷ Việt Nam đồng. Chưa kể, cặp đôi còn mạnh tay bao toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của hơn 500 khách mời tham dự. Bên cạnh đó, ông Cao Thắng và Đồng Nhi còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, trong đó gồm một căn biệt thự thuộc khu đô thị sang trọng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.